Hello, chào tất cả 55 em. Hôm nay là mình sẽ review cận cảnh một lần nữa, chi tiết hơn, đánh giá rõ ràng, không nói liên phiên thì dẫn vấn đề khác nữa ha. Cái clip trước là mình đã làm review cho đùm gạch leo đó, nhưng mà clip trước là mình nói hơi bị liên phiên, nói hơi bị nhanh, có thể anh em không có hiểu rõ và không có xem được cặn kẽ. Khi mà mình mua đùm gạch leo ở bậc, mình được cái gì? Đầu tiên là đùm sao, chúng ta sẽ có một cái đùm lòng đẻ và bốn con ốc như thế này. Đùm trước chúng ta cũng có lòng đẻ và bốn con ốc luôn đấy, nhưng mà ốc giờ mình để ở trong kia mình không lấy ra đấy, nhưng mà vẫn được bốn con ốc giống như sao này ở trước đây với một cái cùi dẻ. Còn ba đùm sao sẽ được tặng luôn full full cao su ha. Đấy, cao su như thế này, đây cái này gắn ở đây như thế này, nhét vô. Mà tao không chỉ anh em cứ gắn vô như bình thường ha. Đó, đây là phần mặt nhôm của gạch leo. Đó, lòng gạch leo vậy, còn nhông sinh ở đùm gạch leo là gắn là không cài dĩa nha anh em nha, không cài dĩa nha. Đấy, đòn gạch leo quá làm. Đây là sản phẩm chưa được mod, đó, bản hoàn thiện bình thường đó là 650.000 một bộ, làm bao nhiêu đây? Đấy, đầy đủ anh em về chỉ cần gắn mặt nạ không kỹ, bắt cầm vô là chạy thôi. Đấy, 650.000 một bộ. Giá bán đường link mô tả, cái link mua cái phần này mình sẽ nằm ở dưới link mô tả, anh em bấm vào phần mô tả này, anh em sẽ thấy cái link, anh em bấm vào và bấm mua thôi. Đấy, 650.000 một bộ. Đấy, ship toàn quốc. Đó, 650.000 một bộ này. Rồi, còn qua tới bên đây, đây là đầm đã được mod. Đây, đây đầm file, đầm đã được mod lại. Đầm này mình bán là 1.350.000 một cặp, là chúng ta cũng được tặng full phụ kiện như vậy ha, nhưng mà không có ốc nha. Ốc này là khách hàng yêu cầu mình bán, nhưng mà anh em mua là sẽ gắn ốc này, lưu ý cho mình nha, chứ cái này là chỉ hình ảnh mang tính chất minh họa thôi. Đấy, mấy ốc vàng vàng xanh xanh này là mình gắn vô cho đẹp đó, để chụp hình với review sản phẩm thôi. Khi anh em mua không có gòm ốc nha, ốc anh em phải mua riêng, hiểu không? Lưu ý nha, nghe rõ, ốc là mua riêng, ốc xanh với ốc vàng Thái Lan là phải mua riêng. Ốc Hena, ốc Hena. Đấy, ốc là anh em phải mua riêng chứ không có dính chung. Còn khi mà anh em mua đầm này nè, dính chung với cái đầm là mấy con ốc này, anh em mua hiểu rõ nha. Đừng có gặp anh hỏi ốc này có tặng không nha ha. Tặng là tặng con này, ok, tặng là tặng con bằng sắt nè. Còn mấy ốc vàng này em phải mua, phải không? Đấy, đầm này cũng có trong bộ đó luôn. Đấy, đầm thì chúng ta có cùi dĩa, này là cùi dĩa gắn bên đây. Đấy, cùi dĩa bên đây. Này, bỏ đây. Đó nè, thấy không? Đấy, cùi dĩa, đó. Đây là cùi dĩa gạch leo, đây là đầm gạch leo. Anh em thấy không? Đấy, gạch leo đấy, gạch leo. Đầm này là mình mod lại rồi ha, mình phay lỗ, mod lại. Đây là mẫu chạy chỉ, còn mẫu này là mẫu bánh răng. Đó, đây là mẫu chạy chỉ, mẫu này được gọi là mẫu chạy chỉ ha. Đấy, đây là mẫu bánh răng, đây mẫu bánh răng. Có bánh răng á thì nó mẫu tương tự như này, nhưng mà mỗi đợt mình sẽ làm một mẫu bánh răng khác nhau, nên anh em cứ yên tâm. Nhìn sơ thì nó sẽ giống nhau, nhưng khi anh em mua về á thì những mẫu bánh răng của mình khi mình gửi á, tùy đợt mà sẽ làm mẫu mình sẽ thay đổi chút xíu, nhưng mà cấu trúc nó vẫn là những cái giường kẻ này, còn những chỉ sọc trong đây hoặc là những cái chạy này mình sẽ có thay đổi tùy chỉnh chút xíu cho phù hợp với những cái bản nâng cấp á, như giống như update vậy. Nhưng mà cái và phần đường chỉ này với đường chỉ này của chạy chỉ là đặc trưng không thay đổi ha. Đây, đây cũng vậy, đây là mâm đầm chạy chỉ là không thay đổi. Đây, cái chỉ này, cái này, cái này là không thay đổi ha. Đó, còn đầm bánh răng thì bánh răng không thay đổi, nhưng mà những cái mà cái đường file ở trong đây nè sẽ có thể thay đổi theo tùy thời điểm mà mình làm, cho nó không có bị quá giống nhau, anh em hiểu không? Người mỗi người chơi nó sẽ có cái kiểu khác nhau xíu, nhưng mà đặc trưng nó vẫn là như vậy, toàn bộ nó vẫn là phải là đầm đen chỉ trắng như này đó, đầm đen lòng đĩa đen chỉ trắng như này đó, đây lòng đĩa đen chỉ trắng như này, nhưng mà nó sẽ có thay đổi xíu. Bên cái đầm cái leo á, mình rất thích mod, tại vì
cái bot đời này làm mà nó không nó đẹp, nó bị sần sùi. Anh em thấy nước sơn nó không có bóng, nó nhám, còn mặt đây thì lại bóng, rất y là kỳ đó. Tự nhiên một bên nhám một bên bóng, cầm lên nó không có hít tay, không cầm nó không hít tay cho lắm, làm sao cũng vậy nữa. Tự nhiên một bên bóng bên nhám, kiểu như bên công ty sơn họ sơn họ lãnh cái đợt này đâu có làm không kỹ. Nó cặp này thì chỉ 6,5 triệu, giá thị trường giá của mình đang bán 6,5 triệu nha. Anh em nào lấy sỉ á thì mình sẽ cho giá sỉ, nhưng mà phải số lượng và tiền tươi đặc biệt của mình là tiền mặt mới được giá sỉ, số lượng luôn. Còn mấy anh em nào mà cứ đòi sỉ mà đòi ship code COD hay gì đó thì miễn bàn nha. Đừng nhắn tin hỏi tôi là sỉ có ship code COD hay là gì không nha. Muốn mua sỉ thì đưa tiền mặt đây, đó là có giá sỉ, tôi đóng sỉ cho. Còn mà sỉ mà anh em gì tào lao không biết lao, sỉ hỏi có ship code không anh, em là cửa hàng nè, không cửa hàng gì đâu, cửa hàng thì tiền mặt, kể cả anh em lấy đâu bất cứ đâu ha. Mà lần đầu nha, em cũng phải có tiền mặt cho tôi hết. Không ai mà khăng khăng lấy sỉ lần đầu mà cho hiếu á, mà cho hiếu á là cũng phải là, nói chung là lần đầu là phải tiền mặt hết, còn cái chuyện hiếu sau này là hên xui tùy đó, nhưng mà phải tiền mặt. Sỉ mà em là sỉ nè, em là cửa hàng nè, anh có ship code không, không có ăn cửa hàng nào mà hỏi anh cao ship code không đây ha. Muốn gì á thì tiền mặt tiền tươi tôi báo giá sỉ cho, số lượng luôn. Em lấy con cái rồi sỉ cái búa nè, lấy con cái sỉ cho mỏ em mới sỉ nha. Rồi clip này làm ngắn thôi, nhưng mà cái này là cái đồng hoàn thiện nhất hiện nay đó, mẫu cuối cùng mà mình sẽ ra là như thế này đó, đây là mẫu cuối cùng, không gì thay đổi nữa đó. Tất cả những mẫu mà bánh răng, đồng khoai bánh răng cho anh em, cho Winner Sonic là như vậy, còn đồng răng chạy chỉ cho Winner Sonic là như vậy. Đấy, còn như hồi trước là mình không có sơn cái này thì cái này ráp vô nhỉ, nhìn rất là xúc, nó không có liên quan ai á. Với lại mình có hai màu luôn nha, một là màu đen, hai là màu bạc mà phai có luôn. Nhưng mà mình đang trong xưởng đang chạy hàng chưa làm xong, nhưng mà đùm bạc phai có luôn nha, đùm đen phai có luôn, anh em muốn cái nào thì mua cái đó ha. Ok đó rồi, nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like và một thích để xem những video mới nhất của mình ha. Rồi phần mua sản phẩm ở đâu, ở phần link mô tả ở dưới ngay chỗ này nè. Bye bye.